Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị em trong và ngoài nước. Hôm nay Lê Quốc Đời Xưa có đi đến tỉnh Tiền Giang, có ghé thăm một ngôi nhà cổ có tên là nhà ông Kiệt nha. Ở đây là toàn cảnh phía trước. Phía trước nhà có mé sông, xung quanh là được vườn cao rất đẹp nha, đậm chất miền Tây sông nước. Cái cổng này thì đối diện qua bên cái sông. Còn đây là mình bước vào cái cổng này, có địa chỉ là 22 tổ 1 ấp Phú Hòa, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Sau đây mình bước vô cổng, có nhà này là nằm theo hướng đông, mặt trời mọc, nó hơi xéo xéo hơn phía mặt trước chút. Phía trước thì qua hướng bắc, con này hướng đông. Trước đối diện với cái sông á. Đây là xung quanh. Nói trước là mấy sông đó. Còn nhà thì nằm qua là bên hướng đông. Nhà ông Kiệt này á là được 185 năm rồi quý cô chú anh chị em. Còn đây là những phía trước còn sót lại cái bức tường nhà cũ ngày xưa. Cái bức tường này cũng trăm mấy mươi năm rồi. Còn là cái di tích thôi. Cái bức tường này là theo kiến trúc của Pháp nha. Dưới nó gạch tàu. Kiến trúc của Pháp nha, thường thường là như vậy. Còn theo thời gian thay bức tường này là kỷ niệm là ngôi nhà. Nhà này được bao quanh là vườn cây trái nè, như là măng cụt, sầu riêng, rồi những hàng cao. Nhà theo kiểu ngói âm dương. Theo như tìm hiểu là có 108 cây cột. Bước đi trước lúc vào là mình có một cái bảng ghi là nhà này là một xây dựng 1838, nhà ông Kiệt ha. Năm nay là 2023, là ngôi nhà này là được 185 năm. Bước vào là bắt gặp hai chú voi rất là đẹp, hai chú voi hai bên.
Đây là cái bảng là được Sở Văn hóa tỉnh Tiền Giang do sự giúp đỡ trùng tu của hội người Nhật. Trường đại học ở Nhật á, người ta qua trùng tu là năm 2000 đến năm 2003, 3 năm á là xong. Năm 2004 thì được cái bảng này do UNESCO châu Á công nhận cái ngôi nhà này là UNESCO di sản của châu Á nha. Được cái hội đại học ở bên Nhật á, người ta khảo cổ á, qua trùng tu lại 3 năm, năm 2000 tới năm 2003. Vừa bước vào cổng chính thì ta sẽ bắt gặp bộ nghi được chuẩn ốc xà cừ rất là tinh tế nha, và một bộ Louis. Đó, đây là nghi thời chính nè, rất đẹp. Bộ Louis này là gồm 9 món nha, được nghệ nhân đục rất là điêu luyện, kỹ thuật được bằng tay rất là đẹp sắc nét. Tàu này cũng được sửa sang là năm 2000 luôn. Nền nhà gạch tàu. Đây là cái bộ khay trà rất đẹp nha, bằng cây luôn. Cây chắc. Đục rồng phụng không. Bộ Louis này cũng rất là cổ nha quý cô chú anh chị em, được rất là tinh xảo của người xưa. Thợ ngày xưa là kỹ thuật đục bằng tay rất là tinh tế, còn thợ ngày nay cũng đẹp nhưng mà có sử dụng bằng máy móc nên nó không quý bằng những đồ cổ xưa. Còn đây là mé bên phải của ngôi nhà, cũng có một bộ nghi đục bốn mặt. Quý cô chú anh chị em nào mới vào xem Lê Quốc đời xưa, mong quý cô chú anh chị em chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng biết đến và đăng ký một cái like cho Lê Quốc đồ xưa. Thành thật cảm ơn rất là nhiều. Sau bộ nghi là ta có một cái bộ chữ C. Quý cô chú anh chị em trong và ngoài nước, nếu có đến tỉnh Tiền Giang thì hãy ghé thăm ngôi nhà cổ này ở số 22
ấp 1, Phú Hòa, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, để chiêm ngưỡng lại ngôi nhà đã trải qua 185 năm rồi và còn rất đẹp. Còn đây là bộ bàn chữ C. Đục có hai chuỗi, hai sâu chuỗi rất đẹp. Cái này là phần giữa. Người xưa người ta ra xài cẩm với chắc không à. Đục rất là tinh tế. Ngôi nhà này được UNESCO châu Á tặng vào năm 2004 nha, công nhận 2004. Sau khi được trùng tu vào năm 2000 tới 2003. Cái bàn chữ C kết hợp với 6 cái ghế đùi ếch. Đây là cái tủ trưng gốm xưa cổ Lê Quốc đồ xưa, quay cho quý cô chú chị em chiêm ngưỡng lại những món đồ cổ của ngôi nhà này ngày xưa để sử dụng. Ngôi nhà được bao quanh là sơn son thép vàng nha. Đó. Đã trải qua 100 mấy chục năm rồi vẫn còn đẹp. Còn đây là cái ghế nghi. Bàn nghi được chẩn ốc xà cừ, đỏ lửa vàng chanh nha, rất đẹp. Còn đây là ví trụ, sử dụng 108 cây cục quý, phía dưới là những cái tán xưa. Đây là gian chính đây, sơn son thép vàng nha. Hiện giờ là vợ của ông Kiệt. Ông Kiệt đã mất rồi. Bây giờ là người vợ quản lý cái ngôi nhà này. Ông Kiệt là con trai Út nha. Đó.
được sử dụng bằng những cái cột tâm xe rất là chắc chắn. Còn ở đây là gian bên trái nha, cũng được để những cái bàn nghi cần ốc xà cừ. Ở ngôi nhà cổ của ông Kiệt này á, là có phía sau nhà là có những cái nhà hàng bao quanh là cây trái rất là mát mẻ. Và có phòng nghỉ lên luôn nha quý cô chú anh chị em. Thì anh em quý cô chú nào có cần về nghỉ ngơi một ngày ở nhà ông Kiệt là có phòng mình nghỉ lại luôn. Còn đây là cái gian bên trái nha, cũng là một bộ bàn chữ C giống như bộ bên kia, giống như bộ gian bên phải, hai bộ giống nhau. Cái bần được sâu chuỗi trên dưới rất đẹp. Bộ bàn chữ C kết hợp với 6 ghế chân đùi ếch. Nhà sử dụng những cái đèn pháp Còn đây là bộ bàn bộ ngựa hai tấm. Kế bên bộ gõ là chiêm ngưỡng bộ bàn cù lá mặt đá Pháp nguyên tấm luôn. Bàn cù lá Pháp rất là cổ kính nha. Đây là mời quý cô chú chị em chiêm ngưỡng bộ bàn cù lá.
kế bên bàn chùa lá là có hai cái bàn một cốt nha. Mặt bàn thì hai tấm ghép lại. Chùa lá một cốt rất là lớn. Dày hơn 5 phân đó quý cô chú. À, bộ bàn rất là dày. Có một hai tấm ghép lại. Hai tấm gỗ chắc luôn nha. Bàn cù lá. Được hai cái bộ bàn rất đẹp. Đây là cái bàn thứ hai, bàn cù lá một cốt cũng giống như cái bàn thứ nhất thôi, cũng cuối video clip rồi. Kính chào quý cô chú anh chị em trong và ngoài nước đã ủng hộ xem hết clip này. Lê Quốc Đồ Xưa xin chúc cho quý cô chú chị em nhiều sức khỏe. Dạ xin cảm ơn rất là nhiều.